Dạ vâng, xin kính chào các anh chị. Thì hôm nay nhà đất Nguyễn Thanh sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất là đẹp tại trục đường Phạm Văn Tráng nha các anh chị. Hiện tại em đang đứng trên trục đường Phạm Văn Tráng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thì hiện tại cái em đang đứng mặt tiền ngồi kia là mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng nha các anh chị. Và vị trí ở đây em giới thiệu sơ cho anh chị là nó sẽ gần với đường Nguyễn Chánh và nó gần với trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng nha các anh chị, gần với chợ Hòa Khánh. Ở đây thì cách chợ Hòa Khánh tầm khoảng 2 cây thôi nha các anh chị. Hiện tại em đang đứng trước vị trí của lô đất rất là đẹp. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất có tên trục đường là đây nha các anh chị. Lô đất của mình đây, đường Phạm Văn Tráng. Nó vị trí lô đất là nằm từ đây qua tới đây, ngang 5m và dài gần 22m. Tổng diện tích của nó là 109m² và có hướng là hướng đông nam nha các anh chị. Lô đất của mình này rất là đẹp luôn, cạnh cái nhà ở dân cư đã rất là đông đúc rồi này anh chị. Anh chị thấy ở xung quanh này, xung quanh là dân cư đã rất là đông luôn. Cái lô này mà anh chị nào mà muốn ở đây thì rất là đẹp luôn. Nó đối diện là cái công viên nha các anh chị. Buổi chiều ở đây là dân cư ở đây tập trung ở đây, con nít hoặc là người lớn tập trung rất đây rất là đông để đi tập thể dục. Vì hôm nay là em đang quay cho các anh chị là cũng tầm trưa rồi nên là hiện tại không có ai. Nếu mà tầm buổi chiều á, ở đây rất là đông luôn, rất là vui nhộn nhịp luôn nha các anh chị. Anh chị thấy đối diện mình là cái khu công viên này. Lô đất này nào mà anh chị ở đây rất là tuyệt vời luôn. Anh chị thấy trục đường này thông ra đường Nguyễn Lương Bằng, anh chị đi lại cũng rất là thuận tiện này. Ở đây anh chị đi xuống phố cũng rất là thuận tiện, con cái chị học cũng rất là đẹp. Anh rất là thuận tiện cho anh chị đón con cái đi học. Thì dân cư này đã hiện hữu rồi. Và hiện tại em đang có một lô đất này duy nhất ở đây bán thôi nha các anh chị. Thì hiện tại cái lô này này em sẽ báo giá cho các anh chị xem. Thì cái lô này là có ngang diện tích là ngang 5m, dài là dài gần 22m, tổng diện tích là 109m² và có hướng đông nam. Hiện tại giá em chủ em đưa cho em là 3,5 tỷ nha các anh chị. Giá là 3,5 tỷ. Thì anh chị nào mà quan tâm cái lô đất này thì liên hệ cho em số điện thoại 0911720390. Em là Nguyễn Thanh, thì em cảm ơn các anh chị đã xem video của em. Thì em sẽ quay sơ cho các anh chị xem. Anh chị nào thấy ai like và đăng ký, em sẽ ra những video lô đất đẹp cho các anh chị. Chào tạm biệt các anh chị.